Hi, xin chào tất cả các bạn. Nói về dòng máy sinh tơ 155 2024, một cái mẫu xe đang hot nhất trên thị trường hiện nay, thì được trang bị thêm ABS để cho cái mẫu xe ở phân khúc 155 hoàn thiện hơn về như thắng những tính năng được áp dụng ở trên mẫu xe các bạn. Thì ở phiên bản ABS, tất cả các bạn đã biết về được trang bị những cái tính năng mới cũng như là ổ khóa thông minh xịn cây tích hợp cổng sạc điện thoại 12V với được trang bị thêm phanh ABS cho các bạn. Khi các bạn mà có thể chạy những cái đường mưa trơn trượt, các bạn phanh một cách an toàn nhất nha. Tại vì phanh ABS nó có một cái điểm là nó sẽ chống trượt chân bánh. Khi các bạn phanh gấp nó không có dính, ăn nhả chứ nó không có dính như ở cái phiên bản thường nha các bạn. Mình sẽ nói sơ qua về cái ABS cho các bạn tham khảo về cái mẫu biết về ABS nha. ABS là một cái hệ thống chống bó cứng phanh, điều chỉnh lực phanh gấp khi ở cái trên những cái đường chân ước bạn, hạn chế hiện tượng trượt bánh nguy hiểm để tăng cái độ ổn định cho người lái xe. Thì ở phiên bản ABS, phanh đĩa trước là hai bít tông kết hợp với ABS. Phanh đĩa trước trang bị kẹp má phanh là hai bít tông, cung cấp cái lực phanh là 17%. Các bộ dẫn lực ma sát được thiết kế cứng chắc, tạo nên một cái hệ thống phanh hiệu quả hơn. Đường kính phanh đĩa của phiên bản ABS tăng lên là 267mm so với phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn là 245mm các bạn ở thế hệ trước. Với một cái tỷ số chiền nhanh được tối ưu hóa, mang lại cái hiệu quả phanh gõ ghềnh cũng như cảm giác là cho người sử dụng thoải mái hơn nha các bạn. Thì mình đang quay hai phiên bản ABS cho các bạn, màu xanh xám với một cái màu đen. Thì ở cái phiên bản này Sinter 155 2024 được cải tiến về mẫu ốp đầu trên, nó dài hơn và tăng những cái góc cạnh và thêm một cái điểm nhấn là một cái rót khóa hình chữ V và thêm một cái miếng cao su che ở trên cái mặt đồng hồ các bạn. Nó khác với ở phiên bản trước nha các bạn. Đây, mình sẽ quay ngang cho các bạn xem. Đây, từ cái góc sau nhìn tới các bạn thấy có hai cái nhô lên như hai cái tai thỏ các bạn. Nhiều mà bạn trẻ hay bây giờ thích những cái mẫu mà có cái tai nhô lên đó, nó tạo một cái sự mới lạ. Thì ở mẫu Sinter 155 2024 đã có những cái góc cạnh nha các bạn. Về cái mặt nạ là một cái điểm nhấn mới các bạn. Mình thích cái mẫu mặt nạ của dòng Sinter 2024 về cái sự nhô lên để nó tăng cái tính thể thao cũng như một cái lực cản gió các bạn. Khi các bạn chạy nó sẽ như một cái bánh lái của một con thuyền, nó sẽ luồn lách gió cho các bạn có thể di chuyển ở tốc độ nó không có bị lạng xe hơn các bạn. Đó, mình theo cái cảm nhận của mình vậy thôi các bạn. Đó, các bạn thấy một cái đường uyển chuyển ở cái phần trước, tại vì mình thấy đơn giản, một khi mình chạy một tốc độ cao thì có một cái vật cản lại thì cái xe mình nó sẽ cũng như là mình lái nó không có được cân bằng hơn. Cho nên ở mẫu 2024 mình nhìn thấy cái mặt nạ các bạn làm những cái đường gió để cho những cái luồng gió nó sẽ luồn lách qua mặt nạ, nó ngược về sau cho cái xe mình nó cân bằng hơn, theo cảm nghĩ của mình thôi các bạn. Thì lược bỏ những cái chi tiết mới thì làm những cái góc cạnh mới ở mẫu xe Sinter 155 2024 hoàn toàn mới để tạo nên một cái sự khác lạ hoàn toàn về tất cả các màu sơn mới luôn các bạn. Hai phiên bản trong 6 phiên bản ABS cho các bạn, còn 4 ở màu nữa các bạn. Hai màu này mình quay cho các bạn qua những cái chỉ mâm được phối ở trên những cái mâm của phiên bản ABS các bạn. Một cái sự mới lạ như ở cái mâm màu vàng đồng thì không có, chỉ có những cái mâm màu đen được phối những cái viền chỉ. Khi các bạn chạy nó sẽ có một cái tia sáng 3D cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Một cái vẻ đẹp cũng như một cái sự bố trí mới hoàn toàn của mẫu xe Sinter 155 2024 các bạn. Thì cái phục trước cũng vậy các bạn, phục trước thì cũng được làm tăng cái hành trình lên cho cái độ đàn hồi nó im hơn. Nhiều bạn không có thích ở thế hệ trước, các bạn qua bực đồ á nó sẽ kêu cục cục ầy ở mẫu Sinter 155 phiên bản ABS 2024 thì đã được làm hành trình nó dài hơn cho cái độ đàn hồi nó im hơn các bạn. Hai cái mẫu xe ở phiên bản ABS thì cái sự hầm hố ở cái bánh trước bạn, thứ nhất là đĩa lớn nè, phanh hai bít tông và cái thông số lớp lớn nữa các bạn, để làm cho một cái mẫu xe phân khúc 155 cực kỳ là hầm hố, cũng như bánh lớn thì nó tạo một cái sự vững chãi khi các bạn chạy ở tốc độ cao nha, cũng như nó đầm đó các bạn. Đó, và một cái mẫu xe phân khúc 155 cho nên mẫu ở phần trước thì các bạn nhìn nè, mình sẽ chỉ về phiên bản ABS cho các bạn xem nha. Phiên bản ABS thì nó sẽ có một cái lồng đĩa ở trong các bạn, và cái cảm biến thì ở phiên bản ABS cảm biến ở cái động cơ là còn gọi là km các bạn, đã dời ra trước các bạn. Nó khác ở cái phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn, nó cảm biến vô cái dòng tua của cái đĩa của cái bánh trước các bạn. Thì ở màu xanh xám mới thì cũng được phối những cái tem màu xanh
để nó tạo nên một cái hiệu ứng 3D cũng như một cái sắc nét mới của mẫu xe 2024 các bạn. Hoàn toàn mới, để tạo nên một sự mới lạ cho các bạn có thể trải nghiệm ở cái mẫu xe mới của dòng Accenter 155 phân khúc 2024 các bạn. Về động cơ thì vẫn là động cơ 155cc dựa trên nền tảng phát triển động cơ của G15 nha các bạn. Thì bô xe ở dòng Accenter 155 mình nhìn kỹ các bạn, một cái sự tinh tế nha các bạn ở cái dĩ bô nè, các bạn thấy một cái sự liền lạc cực kỳ là đẹp luôn nha, chứ không có phải là nó thô quá ha các bạn. Hệ thống xả cũng cải thiện hơn, ống bô và bô xe được bố trí một cái công suất đầu ra tối ưu với một cái bộ xúc tác giúp làm sạch khí thải, bổ sung một cái tấm sợi thủy tinh giảm thanh cho tiếng bô trầm ẩm và giảm tiếng ồn. Và thì ở được cũng phối được heo dầu màu đen, cái ở cái dàn chân màu đen nó liền luôn bạn, với hai cái chân sau các bạn bật lên xuống nó sẽ nghe một tiếng tạch tạch phát ra cho mình dễ nhận biết được cái bàn gạt lên gạt xuống luôn nha. Thì ở màu đen thì cũng được phối một cái mẫu tem màu vàng đậm hoàn toàn mới để cho nó sáng ở dàn chân lên. Thì màu xám thì được phối mâm màu đen thì được phối mâm màu vàng đậm đó. Mình sẽ nói về cái bộ nồi ly hợp chống trượt A và S các bạn, còn gọi là A Sheet và Lipper các bạn, chống trượt vẫy đuôi ở tốc độ cao các bạn. Khi các bạn thòng ga xuống nó sẽ không có bị văng, nó dùa xe các bạn, nó sẽ mượt mà luôn nha các bạn. Thì công suất cực đại là 17,9 mã lực, mạnh hơn 17% với phiên bản Accenter 150cc các bạn. Một động cơ 155cc VVA 4 van sử dụng động cơ XOC phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch, cho một cái hiệu suất ổn định cả giải tốc độ trong đô thị lẫn tốc độ cao ngoài đường trường. Đường kính qua hành trình bê tông lần lượt là 58.0 nhân 58.7 mm các bạn, với một cái tỷ số nén là 18:5:1, mang lại 13,2 kW sức mạnh tối đa ở dòng tua máy 9.500 vòng trên phút. Với tỷ số nén được tùy chỉnh mang lại cảm giác mượt mà hơn ở các giải tốc độ thấp, với một cái moment xoắn đại lên đến 14,4 N tại 8.000 vòng trên phút các bạn. Đây mình sẽ quay ổ khóa xịt cây cho các bạn nè. Khi các bạn muốn kích hoạt ổ khóa thì các bạn phải có cái remote sát với ổ khóa, các bạn để trên người các bạn lại gần thì các bạn có thể sử dụng xe được thôi. Mở khóa nè, mở yên, khóa cổ nè các bạn đó, và tích hợp chống trộm chống cướp, tìm xe trong bãi luôn các bạn. Một cái sự tiện nghi cũng như cái cổng sạc 12V cho các bạn có thể di chuyển ở quãng đường dài á, các bạn không có những cái sạc linh kiện điện tử như các bạn camera hành trình hoặc điện thoại, các bạn có thể sạc trực tiếp ở trên xe luôn nhé. Thì mẫu xe Accenter 155 thì sử dụng là đèn full LED các bạn, chỉ có xi nhan là sử dụng bóng halogen thôi, đồng hồ là LCD hiển thị đa chức năng như là thông